Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Và mình là người lạ. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đưa tới các bạn một cái deal mới trong cái dịp cuối năm âm lịch 2021 này. Đây là những đôi giày lifestyle tới từ Nike. Bình thường ra mình khá ít làm những đôi giày tới từ Nike, tại vì cái lý do chủ yếu ấy, đó là cái mức giá của nó. Nếu chúng ta chấp nhận bỏ tiền ra mua một đôi giày Nike nguyên giá thì không nói làm gì. Thế nhưng mà những đôi giày Nike nguyên giá đều có mức giá rất là cao, kể cả là những đôi giày casual, những đôi giày bình thường mà chúng ta vẫn thích để mua nó đi trên chân, như là những đôi Nike Air Force One, những cái đôi Nike mà có dáng cớt như vậy, thì cái mức giá của nó khó tiếp cận hơn nhiều so với những đôi như vậy ở bên phía Adidas, Puma hoặc là Reebok chẳng hạn. Thế nhưng mà ngày hôm nay mình có một cái deal giày thuộc cái dòng giày đó là Nike Air Max. Thường thường ra, nếu như các bạn không biết ấy, thì để làm ra những đôi giày Air Max, cái phần túi khí Air Max của nó được làm ra rất là khó. Nếu bạn nào là bạn mà cũng làm trong nhà máy Nike tại Việt Nam thì các bạn có thể confirm, có thể xác nhận cho mình cái thông tin này để các bạn xem, các bạn người xem có thể biết được. Đó là làm phần túi khí đó rất là khó, mất nhiều thời gian công sức cũng như là nó dễ hỏng. Thì thường ra ấy, những cái đôi giày Nike Air Max mà có túi khí to lộ ra ngoài nhiều, ví dụ như là những đôi Air Max 95, 97 ấy, mức giá niêm yết của nó là rất cao. Nếu như xem ở giá niêm yết ở trên web của Nike ấy, thì nó phải từ 4 đến 5 triệu cho nguyên giá một đôi Air Max 95, 97. Do vậy cho nên là cái sự tiếp cận của chúng ta vào cái dòng giày Air Max này nó không phải là dễ dàng. Ngày hôm nay mình có hai đôi giày Air Max, thực ra là nó không phải là quá đặc biệt, nó không phải là dòng nổi tiếng, nhưng mà cái quan trọng là nó có một mức giá rất tốt. Các bạn thường khó có thể mua được những đôi giày Nike mới mà có mức giá chỉ đầu một thôi. Thì ngày hôm nay mình có hai đôi Air Max như vậy. Thứ nhất, nó là Nike. Thứ hai, nó là những đôi giày Air Max. Và thứ ba, đó là nó có một cái màu sắc trắng là màu sắc chủ đạo để chúng ta có thể đi dễ dàng tốt hơn vào mọi dịp. Đặc biệt là dịp Tết như này thì người ta ít khi đi giày thể thao đi chơi lắm. Người ta sẽ đi những đôi giày lifestyle bình thường nhiều hơn. Nói vậy cũng đã đủ rồi. Thì ngày hôm nay mình có những đôi giày có hai cái phối màu giày của một mẫu giày tên là Nike Air Max SC. Cái chữ SC đó thì mình cũng không hiểu rõ cái ý nghĩa của nó là gì, nhưng đây là một cái mẫu giày được vay mượn thiết kế khá nhiều từ đôi Nike Air Max 1. Như các bạn có thể nhìn thấy thì toàn bộ phần upper bên trên này, rồi thì cả phần đế này với túi khí lộ ra bên ngoài này, nhìn thoáng qua nó khá là giống, chỉ là khá thôi, khá giống một đôi Nike Air Max 1. Thế nhưng mà nó vẫn có những đặc điểm riêng. Nó vẫn giữ được những DNA đặc trưng của những đôi giày Air Max thời điểm đó. Đó là ví dụ như rất nhiều vải mesh này, có da lộn này, túi khí lộ ra một chút ở phía gót này, và cái phần đế ngoài được pha trộn giữa cả phần đế giữa lẫn là phần cao su của cái outsole nữa, và cả cách thiết kế đế ngoài nữa. Thì toàn bộ những cái điều đó nó có mặt đầy đủ trên mẫu này, và quan trọng là mức giá của nó là mức giá tốt. Đây là hai cái đôi giày, đây là mẫu đầu tiên với màu đen trắng, và đây là cái màu tiếp theo, nó vintage hơn một tí. Nó sẽ có màu xanh than với lại màu đỏ với logo suit như thế này, hai màu sắc như thế này, tùy theo bạn nào thích như nào thì chọn theo như thế đó. Với cả hai mẫu này thì như mình nói, quan trọng là mức giá của nó là một mức giá tốt. Cả hai cái mẫu giày này thì mình đều mượn về tại The Five Monkey với cái mức giá niêm yết cho mỗi mẫu, đó là cái mẫu đen trắng này thì là 2490, còn cái mẫu này, cái mẫu đỏ xanh này thì là 2590. Mình có một cái mã giảm giá trừ đi được lên tới là 900.000, tức là sau khi trừ chúng ta có thể mua một đôi Air Max như cái đôi đen xanh này, đỏ xanh này với mức giá là 1690, chỉ 1690 mà thôi. Còn cái đôi đen trắng này, trắng đen này thì chỉ có 1590. Đây là một cái mức giá có thể nói là rất rất khó. Khi mà chúng ta có thể muốn tìm một đôi Air Max nào đó thì rất khó tìm được một cái mức giá như thế này, thật sự là rất khó. Về cái đặc điểm chung của hai mẫu này, cũng như mình đã nói là giữ được DNA rất là đặc trưng của những cái mẫu Air Max thời điểm sớm. Và ngoài ra ấy, thì đây là những đôi Air Max mà thực sự nhá, thực sự là khi ban đầu mình nhìn ở trên hình ấy, mình không có ấn tượng gì nhiều đâu, mình không thích lắm đâu. Thế nhưng mà khi mà cầm và khi mà nhìn nhiều hình ảnh on fit hơn ấy, mình thấy là thực ra mẫu này cũng được. Cái cầm ấy, cái cầm nó quyết định đến cái thay đổi suy nghĩ của mình, đó là cái khối lượng của những mẫu này là rất nhẹ. Thật sự nó rất nhẹ, nó nhẹ hơn cả Air Max 1, nó nhẹ hơn cả đôi Air Max 90 mà mình có nhiều. Thì đây là một mẫu rất nhẹ. Nếu như chúng ta đi một mẫu giày nhẹ trên chân ấy, chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Khi các bạn đi thử đi cái mẫu này thì các bạn sẽ thấy được là nó nhẹ một cách thoải mái như nào, đặc biệt là các cái đệm bên của nó đều cho một cảm giác rất là dễ chịu. Cái thứ hai đó là về những hình ảnh on fit mà mình đã xem được ấy, thì những cái mẫu giày Nike Air Max có màu trắng này nó luôn mang lại một cái vibe nó cực kỳ đặc biệt. Nếu như mà chúng ta có thể nhìn từ trên cái tầm mắt này xuống dưới chân, chúng ta thấy không đặc biệt lắm. Thế nhưng mà khi mà nhìn từ bên ngoài vào, tức là nhìn từ người đối diện vào, nhìn từ người đi bên trái bên phải vào ấy, thì những cái cảm giác mang lại của những người mang những đôi giày Air Max này nó khá là đặc biệt.
bằng một cách nào đó khá là khó giải thích, nhưng mà tất cả những cái điểm nhỏ nhỏ thôi, ví dụ cái phần đế cao này với lại cái túi khí được lộ ra, hay là cái logo Nike rất là rõ nét, hoặc là phần vải mesh, vải lưới có mặt ở trên bên trên thân cái mẫu này, tất cả những cái nhỏ nhỏ đó bằng một cách nào đó nó đã cộng hưởng lại khiến cho cái cảm giác khi mà nhìn vào một người đi những đôi Nike Air Max như này cho được một cái nhìn rất là đặc biệt. Đấy, mình không biết phải mô tả như nào tại vì mình không giải thích được. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi vào mô tả chi tiết vào cả hai phối màu của một mẫu giày Nike Air Max SC ngày hôm nay. Cả hai chiếc giày Air Max của chúng ta ngày hôm nay thì nó sẽ đều có cái dạng hộp cơ bản và truyền thống từ Nike là cái màu đỏ cam như thế này với logo lớn phía mặt trên. Và phần thông tin thì chúng ta sẽ có đây là size 8 US, nó là 7 UK và 41 euro, tương ứng với 26cm và được làm tại Việt Nam. Với đôi Air Max SC này thì các bạn chọn 22 size là cũng ok, nhưng mà với các bạn nào mà thường có thói quen đi tất giày và các bạn có một cái bàn chân bé thì nên cân nhắc thêm cộng nửa size. Nếu như mà chân mình là một dạng chân mỏng không bé lắm ấy thì mình cũng hơi gặp vấn đề một chút khi mà mình đi tất giày. Cái vấn đề ở đây không phải là cái đôi giày này nó quá chật, mà cái vấn đề đó là cái phần ngang ở cái phía phần mu dưới này, cái phần chỗ này này, hai bên này này, thì nếu như chân bạn bị bè phần này thì nó sẽ làm cho đôi giày nó bệnh sang một chút và chúng ta sẽ bị bó ở cái khoảng đó. Do vậy cho nên là các bạn cứ nhìn cái form bàn chân của mình, và các bạn nếu đi tất giày ấy, thì nhớ là cộng thêm nửa size. Còn lại nếu chân bình thường ấy, thì chọn 22 size là ok. Về cơ bản là đây là một đôi giày cũng rất là nhẹ, cho nên là chúng ta cũng không gặp vấn đề gì về cái việc là cộng size cả. Và đây là cả hai phối màu giày Nike Air Max SC có mặt trong video này. Và cũng như mình nói đó là mình thích cái phần upper này của nó có nhiều màu trắng như thế này. Đây là cái phần màu sắc mà nó sẽ làm cho cái đôi giày nó mang tính sang trọng hơn. Nếu như nó là một cái màu sắc khác phủ nhiều hơn ở trên toàn bộ cái upper của hai mẫu này thì nó lại cho một cái hơi hướng khác, nó khác đi so với lại cái nhìn thường thấy, cái nhìn truyền thống mà chúng ta nhìn vào những đôi Air Max. Thì mình sẽ mô tả cái màu bên này trước. Cái màu bên này thì nó sẽ mang thêm hai phần màu sắc khác ngoài màu sắc là đen và trắng. Cái màu đen trắng thì mình sẽ mô tả vào một lát nữa. Và đây chính là màu sắc đầu tiên. Như bạn thấy thì chúng ta sẽ có phần màu trắng là màu chủ đạo. Ngoài ra thì đúng ra là nó không còn màu đen nào khác nữa cả, mà thay vào đó thì cái màu tối này nó là một cái màu xanh navy. Nó không thực sự là xanh đâu, nhưng mà chúng ta có thể hình dung là nó tối giống như kiểu màu xanh than thì đúng hơn, chứ không phải là xanh navy hay là màu đen. Nó sẽ có nghiêng sang cái màu sắc xanh nhưng không xanh đậm. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thêm màu đỏ nữa. Thì đây là hai cái phần màu sắc mà nó có thể nói rằng là nó mang cái vẻ vintage cho mẫu giày này nhiều hơn so với những màu sắc bình thường khác. Cái phối màu đầu tiên này thì nó cũng mang nhiều đặc điểm truyền thống của Air Max hơn, khi mà thứ nhất rằng là cái phần vật liệu làm bên trên này nó chính là một loại vải mesh, nhưng mà vải mesh này là lỗ vừa đủ, lỗ không phải là quá lớn và cũng không quá bé. Thứ hai là nó sử dụng toàn bộ những phần vật liệu chạy xung quanh này nó là da lộn, như là chúng ta thường thấy ở những đôi Air Max thế hệ cũ, Air Max 1, Air Max 90, những phần toe cap này nó đều là da lộn cả, và cái mẫu SC này nó cũng vậy. Nhưng mà có một cái nhược điểm mà có thể nói là truyền thống ở trên những cái mẫu Air Max đầu 9 đấy là chúng ta có một cái phần da lộn này nó khá là dễ bị mất form. Các bạn cứ nhìn vào một cái đôi giày mới như này, các bạn cũng thấy là nó sẽ hơi lõm lõm một chút. Đây, nó hơi lõm lõm một chút vào như thế này. Thì đây là đặc điểm mà chúng ta luôn luôn thấy ở những đôi ví dụ như là Air Max 88 này, 90, kiểu như vậy. Thì đây là một đặc điểm mà mình nghĩ là nếu như các bạn nào mà không đi đến những mẫu này thường xuyên, hoặc là nếu như mà cần một cái gì đó giữ form ấy, thì các bạn nên đưa nó vào. Ví dụ như với cái đôi này ấy, thì nó có sẵn một cái miếng giấy như này, chúng ta có thể đưa vào để giữ form, hoặc là những cây giữ form chuyên dụng hơn thì cái phần này nó sẽ đỡ bị móp méo nhiều hơn. Các bạn đừng nghĩ rằng nó bị móp méo này là do lỗi, là do flaw hay là do nó bị đi rồi nó thế, mà thực ra là đôi nào nó cũng như vậy cả thôi. Chúng ta may mắn thì chúng ta sẽ kiếm được những cái đôi mà nó không có cái hiện tượng gấp như này. Nhưng hiện tượng gấp như này là thực sự phổ biến, nó thành một cái đặc trưng trên những cái dòng Air Max mà có cái phần này nó bằng da lộn rồi. Về phong cách thiết kế nhìn chung của mẫu SC này thì nó giống, nó vay mượn nhiều thiết kế từ mẫu Air Max 88 hay còn gọi là Air Max 1. Chúng ta sẽ có toàn bộ những phần vật liệu này làm rất là giống, và cả cái form nó cũng giống luôn. Sẽ có nhiều miếng da lộn, ví dụ miếng này thì nó được đắp ở phía bên ngoài mũi, miếng này đắp nữa, và một cái miếng nữa thì nó chạy xung quanh với những đường chỉ như này, nó chạy xung quanh vòng quanh. Đó, thì toàn bộ những phần rìa này nó sẽ là da lộn. Sẽ có một loại da bình thường, nó chính là cái dấu scoot màu đỏ này, một loại da bình thường. Chúng ta cũng nhìn được những vân da, nhưng mà chất lượng của nó là bình thường thôi. Bên đối diện này thì nó giống hệt. Và một cái loại da nữa thì nhìn có vẻ có chất lượng cao hơn một chút, đó là những phần da màu trắng này. Những vân da này nó cũng nổi lên rõ ràng hơn và nó sẽ cho cái nhìn nó cao cấp hơn. Thì
thì có một cái miếng da hình bầu dục đằng sau gót với lại cái dòng chữ logo Nike Air cơ bản nguyên bản màu đỏ được sơn lên như thế này, màu đỏ bóng luôn. Thì đó là những vị trí có màu đỏ và màu xanh ở đây. Cũng như mình đã nói trong lúc mô tả thì upper này hầu hết nó là màu trắng. Thì những màu trắng đến những phần da này thì cũng đã nói rồi. Còn lại thì toàn bộ ở đây nó là những cái phần vải mesh. Vải mesh có ở phần toe box này, vải mesh có ở hai bên hông này. Đó, những phần vải mesh này nó làm cho đôi giày này sẽ cho được cái cảm giác đi rất là tốt khi mà nó thoáng mát và nó sẽ không gây bí kể cả là khi chúng ta đi ở trong thời tiết mùa đông này hay là mùa hè đi nữa. Thật sự mà nói thì những phần vải mesh này nó gần như là một cái DNA đặc trưng của những cái mẫu giày có mặt từ sớm. Và kể cả là phần lót bên trong cái phần cổ chân như này cũng vậy. Toàn bộ nó được sử dụng đây là vải mesh hết. Đó, toàn bộ những phần này. Và cái dây giày ấy, thì đây là một cái dây giày trắng, rỗng ruột, mỏng bình thường, mềm. Đấy, cái này thì cái dễ hiểu mà nó cũng giống như những đôi Air Max tầm tầm như thế này. Về cái lưỡi gà ấy, thì chúng ta sẽ có một cái miếng vải màu xanh navy với lại cái logo thương hiệu Nike Air màu trắng nằm chính giữa. Và cái lưỡi gà này thì nó được làm từ vải nylon bọc bên ngoài. Đây là vải nylon. Còn bên trong đương nhiên nó vẫn sẽ được đệm mesh. Đấy, những phần vải lưới lỗ lớn thì nó sẽ như thế này. Con tem ở ngay phía đằng sau. Đó, rất là dễ hiểu. Về cái lót giày ấy, thì đây là một cái lót cũng hợp lý đối với cái thời điểm này. Nó được dán khá chặt vào cái phần đế bên dưới. Và cái lót này thì nó là một cái lót xốp. À, nó có màu nâu nhàn nhạt. Đó, màu nâu nhạt nhạt, một cái lót xốp để cho chúng ta có cảm giác đi ok. Và bên ngay bên trên này chúng ta cũng có dòng chữ đó là Nike Comfort Insole. Một cái lót giày cho cảm giác đi thoải mái. Nhìn chung ấy thì cái lót này nó cộng hưởng thêm về những phần vật liệu uyển chuyển ở phía bên trên và upper để cho chúng ta có một cảm giác đi rất tốt trên mẫu này. Nếu mà chúng ta đi mẫu này, chúng ta sẽ cảm giác đầu tiên được là nó rất là nhẹ. Nó không quá nhẹ so với những mẫu giày khác, nhưng mà chính vì là nó có những thành đệm bên này rất là dày, cùng với đó là những cảm giác đến từ mọi phía, từ bên dưới này, từ hai bên này, những đệm dày này, từ đằng sau gót đệm dày này, phần này thì dễ chịu này, khiến cho chúng ta có cảm giác là đôi này nó là một đôi giày khá là cao về đế, nó khá là dài nữa, nhưng mà cảm giác đi lại cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Để cho các bạn dễ hình dung thì một chiếc với size 41 này nó sẽ nặng là 299 gram. Như mình đã nói rằng thì khối lượng này không phải là một cái khối lượng nhẹ ấn tượng, nhưng mà khi mà có một cái khối lượng này với một cái mẫu giày mà nó lại có những phần nó rất là dày ấy, nó tăng thêm cái cảm giác cho chúng ta về việc là cái mức độ đi thoải mái của mẫu này. Nếu mà các bạn không tin, các bạn cứ thử xỏ mẫu này vào chân và đi thử vài bước trong nhà hay bên ngoài thì cũng thế thôi. Các bạn sẽ cảm nhận ngay được cái cảm giác đó là đây là một mẫu giày đi rất nhẹ và thoải mái. Cứ đi thử là sẽ biết. Đó. Về phần đế thì như mình đã nói rằng nó sẽ có một cái đế khá là dày. Khi mà bàn chân chúng ta đặt ở trong tầm này thì chúng ta sẽ cao hơn được đâu đó khoảng 2,5 đến 3 cm chiều cao. Đây là một điểm đáng kể. Cái phần đế, toàn bộ những phần midsole này nó được làm từ EVA, một cái loại đệm bình thường. Êm thì cũng không êm lắm, mà cứng thì cũng không cứng lắm. Nó là một cái loại đệm tương tự như là loại đệm có mặt trên Air Max 90 hoặc là Air Max 1 kiểu như vậy. Cái đế ngoài thì toàn bộ những phần trắng này, chúng ta sẽ có những phần trắng này chính là cái đế giữa. Tức là nó là cái phần đệm EVA mà chúng ta vẫn biết ấy, sẽ có những mấu gờ nổi lên như thế này. Và những cái đường cắt rãnh này nó sẽ giúp chúng ta sẽ có cảm giác đi thoải mái. Tại vì nếu như không cắt được rãnh ấy, thì khi mà chúng ta mà gập chân như thế này thì nó sẽ không cho được cảm giác uyển chuyển như là khi chúng ta cắt có những đường cắt như thế này. Những phần màu xanh navy đậm này toàn bộ thì nó sẽ là những phần cao su cứng để tăng khả năng ma sát cũng như độ bền cho đế ngoài. Những phần cao su cứng đó nó chỉ có mặt ở phía má ngoài, kể cả ở gót lẫn là ở mũi như này mà thôi. Còn phía bên trong, cái phía bên má trong của giày ấy, thì nó toàn bộ là những phần này. Thì những phần này tất nhiên là độ bền nó sẽ không thể cao được như là những cao su này rồi. Nhưng mà có cao su còn hơn không có. Nó sẽ kéo dài lên tận mũi như thế này. Tất nhiên để mà nói về một đôi giày Nike Air Max, chúng ta sẽ cần nhìn xem là túi khí của nó như thế nào. Đây là một túi khí lớn, nó lớn hơn so với Air Max 1 và nó trong suốt nhiều hơn, nó thông suốt chứ nó không được chia tách ra thành từng cái cột nằm chính giữa như vậy nữa. Mà đây là một túi khí lớn. Thì đây, cái túi khí này nó là một cái túi khí cho chúng ta một cái cảm giác đệm vừa đủ ở ngay phía trụ chân sau. Cũng phải nói thật là tính đến thời điểm hiện tại với nhiều công nghệ đệm khác nhau thì cái túi Air Max này nó không chắc đã cho được cái kết quả đi tốt giống như là những cái bộ đệm tiên tiến của bây giờ. Thế nhưng mà cái phần túi này nó lại mang một cái hệ quả khác, đó là nó tăng cái vẻ, cái tính thẩm mỹ cũng như là cái tính cổ điển của mẫu giày này nhiều hơn. Các bạn cứ hình dung là nếu như mà cái mẫu giày này toàn bộ phần đế giữa nó đặc, nó toàn bộ là một cái phần trắng như thế này, trắng như này này, nó không có lộ túi khí ra bên ngoài như này, thì chúng ta lại thấy nó bình thường, nó không có gì nổi bật lắm. Nhưng mà có mặt của túi khí này có nghĩa là chưa xét đến việc là hiệu quả của nó như nào so với việc là cái cảm giác đi đối với thời điểm hiện tại.
Nhưng mà khi mà thiếu nó thì cái cảm giác của thẩm mỹ của mẫu này nó đã kém đi nhiều. Do vậy cho nên là mình đánh giá là cái mức độ thẩm mỹ từ cái ô cửa sổ chứa túi khí này nó là điểm nhấn đáng kể ở trên cái mẫu giày mà chúng ta đang có ở đây. Đối với lại cái phần màu sắc thứ hai này thì nó có phần tinh khôi hơn một chút khi mà hầu như nó là màu sắc trắng, chỉ có những điểm nhấn màu đen mà thôi. Các bạn có thể thấy là cái điểm nhấn màu đen ấy, nó đến lớn nhất chính là cái logo Swoosh bằng da nằm bên má ngoài cũng như má trong của mẫu giày, cùng với đó là cái miếng sơn của thương hiệu Nike Air nằm phía sau gót, và toàn bộ những phần cao su dưới đế này thì nó sẽ có màu đen, còn lại toàn bộ là nó sẽ có màu trắng luôn. Mình quên chưa kể là cái phần logo phía lưỡi gà này nó cũng đen. Thì đó, cái đặc điểm của mẫu này khác đi so với mẫu vừa nãy, đó là thứ nhất rằng là nó không sử dụng vật liệu da lộn nữa. Toàn bộ những da phần sâu kép này, những phần da này chạy xung quanh này, nó toàn bộ là da bình thường. Và cái chất liệu da của mẫu này nó cũng khá được. Chúng ta có thể nhìn thấy những vân da dập giả có mặt ở phía bên trên như thế này. Và chính là vì nó là da bình thường cho nên là chúng ta không cần phải lo lắng nhiều đến cái việc là nó sẽ gãy form, vỡ form giống như là cái đôi kia nữa. Thì đây là một cái điểm, cũng là một điểm cộng cho nó. Thứ hai, các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái phần vải mesh của mẫu này ấy, lỗ nó lớn hơn khá là nhiều. Nếu như mà chúng ta so sánh trực tiếp với lại cái mẫu bên cạnh này, các bạn cũng có thể thấy được là cái lỗ của cái mẫu màu trắng ấy, lỗ của vải lưới nó lớn hơn rất nhiều. Do vậy cho nên là cảm giác thông thoáng nó mang lại là sẽ còn tốt hơn nữa. Tuy nhiên thì có thể nói là có người thích lỗ lớn, có người thích lỗ bé, nhưng mà theo mình thì nó cũng là một cái thay đổi ok. Toàn bộ những cái lỗ lớn này nó kéo dài kể cả từ phần toe box xuống đến những phần hai bên hông này và cả đằng sau gót như thế này nữa. Đó, có đầy đủ luôn. Thì đây cũng là một cái điểm khác biệt để chúng ta dễ dàng lựa chọn hơn trong mỗi phiên bản màu sắc. Về dây giày thì nó giống hệt mẫu kia, cũng là dây trắng mềm, và lưỡi gà thì cũng thế. Cái lưỡi gà này thì cái logo chính giữa nó vẫn sẽ là màu đen. Cái nền này màu trắng thay vì là cái màu xanh navy như ở bên kia. Đó. Cái lót bên trong ấy nó cũng được đệm vải mesh luôn. Cái mặt trên nó là vải mesh và nó sẽ là một cái lót màu trắng với logo Nike chính giữa màu đen. Lót là giống hệt như vậy, và các bạn thấy đôi này có rất nhiều vải lưới, nó nằm ở mọi nơi luôn, kể cả trong lót, kể cả trong phần đệm này, rồi kể cả bên ngoài, kể cả đằng sau lưỡi gà, rất nhiều. Như vậy chúng ta sẽ có được một cảm giác đi tốt về cái việc là lưu thông không khí tốt trong lòng bàn chân. Cùng với đó là bên trong những lớp vải mesh này nó còn được đệm thêm một lớp mút nữa, chứ không chỉ đơn giản là chúng ta có chỉ có mesh và da bên ngoài đâu. Về cái lỗ của túi khí e này thì cái màu được phủ lên nó cũng hơi đục một chút như là túi khí kia. Nó không phải đục là do thời gian nó biến vàng đâu, mà họ đã sơn lên một cái lớp giống như là kính râm ấy, giống như kiểu như vậy. Thì nó sẽ có một lớp hơi mờ một chút chứ nó không hoàn toàn là trong suốt. Thì đây cũng là một cái đặc điểm mình thấy hay. Nếu như nó trong suốt đến lúc là vàng ra nhìn nó thật sự là khiếp. Nhưng mà nếu mà được phủ một cái lớp như này rồi, nó giống như là một cái lớp mà chúng ta quét thêm một cái lớp bảo vệ bên ngoài những mặt kính hay là gì gì kiểu như vậy, thì sau một thời gian ấy thì nó sẽ lâu bị ố vàng hơn. Cùng với đó nếu như mà nó ố vàng ấy thì nó cũng không vàng theo kiểu là vàng ạch, giống như là từ màu trắng cơ bản mà ra. Thì đây là một cái lỗ có màu sắc giống như là ở bên kia. Nhìn chung về các yếu tố khác thì đôi này cũng như vậy thôi. Nó khác về phần màu sắc. Nếu như các bạn nào hay đi những trang phục màu sáng, nếu như bạn nào mà cần một đôi giày sáng sủa, điểm nhấn chỉ cần một cái này thôi, thì đây là đôi hợp lý hơn. Nhưng mà nếu như mà bạn nào mà lại thích những trang phục vintage, những bạn nào mà thích những trang phục mà có thể nói là nó mang cái màu sắc cổ điển ấy, thì đôi này với phần màu sắc đỏ và xanh navy này nó lại phù hợp hơn. Đấy. Tự chung lại thì hai cái phối màu của mẫu giày Nike Air Max SC ngày hôm nay đều có một cái ưu điểm chung. Thứ nhất là nó sẽ có những vật liệu cực kỳ êm ái và toàn bộ khối lượng của nó rất là nhẹ nhàng, cho cảm giác đi là rất ok, thật sự là ok. Các bạn cứ đi thử để biết chứ mô tả thì nó cũng khó. Thứ hai là cả hai cái mẫu giày này nó đều có một cái mức giá cực kỳ hợp với túi tiền. Nếu như mà những đôi Air Max khác ấy, nó đến từ những cái việc là khó khăn trong quá trình làm nên những đôi giày rồi kể cả về công nghệ các thứ ấy, thì nó sẽ có mức giá rất cao, nhưng mà những đôi này thì không. Một trong những đôi giày Air Max có mức giá rẻ nhất và dễ tiếp cận nhất. Thứ ba là cả hai nó đều mang được một cái vibe cực kỳ sang trọng theo một cái kiểu khác mà chỉ có những đôi Air Max nó mới có được. Và thứ tư là cả hai đều mang một cái hơi hướng giày, có thể nói là cái giày casual, nhưng mà chúng ta lại có một cái vẻ nó cũ kỹ, bụi bặm, lại còn giúp được tăng thêm khoảng 3 phân chiều cao nữa. Đây là những ưu điểm rất xứng đáng với một mức giá đâu đó khoảng 1 triệu mấy đấy của nó, 1 triệu 6 mấy chục đấy. Ok, link của cả bộ đôi này sẽ có bên dưới phần mô tả video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.